vị cứ đọc đúng câu này thì được lộc gấp 5, gấp 10 lần năm ngoái. Bài văn khấn ngày rằm tháng giêng. Ngày rằm tháng giêng thì các cụ câu là gì? Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Thì đây là cái ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới, nên dân dân ta thường gọi là Tết Nguyên Tiêu hay là lễ Thượng Nguyên. Vào ngày rằm tháng giêng thì người Việt thường đi chùa lễ Phật để cầu mong bình an, may mắn, sức khỏe. Đó. Và hôm nay Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bài văn khấn rằm tháng giêng để quý vị có thể chủ động hơn trong cái việc thờ cúng. Bài văn khấn như sau: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, lạy mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy ngài Bản Gia Thổ Địa, Long Mạch Tôn Thần. Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức Tôn Thần. Con kính lạy ngài Tiền Hậu Địa Chủ, Tài Thần. Con kính lạy các vị tôn thần cai quản trong khu này. Con kính lạy Cao Tăng Tổ Khảo, Cao Tăng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỷ Muội, Hội Đồng Gia Tiên Nội Ngoại Họ. Chúng con sinh năm cùng các thành viên trong gia đình: vợ sinh năm, trưởng nam sinh năm, trưởng nữ sinh năm, thứ nam, thứ nữ. Chúng con cư ngụ tại địa chỉ: hôm nay nhân ngày rằm tháng giêng năm Giáp Thìn, gặp Tiết Nguyên Tiêu, tưởng nhớ công đức của các vị tôn thần và ơn đức của tiên linh, tín chủ chúng con có tấm lòng thành sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật dâng lên trước án, tiến biếu chư vị tôn thần cùng hội đồng gia tiên dòng họ. Chúng con kính mời ngài Kim Đương Niên Thế Tuế Trí Đức Tôn Thần, ngài Bản Cánh Thành Hoàng, chư vị đại vương, ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân, ngài Bản Gia Thổ Địa, Long Mạch Tôn Thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức Chính Thần, các vị tôn thần cái quản trong xứ này, đất này. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Chúng con cầu xin các ngài che chở, phù hộ độ trì cho gia đình chúng con bản mệnh vững vàng, sức khỏe bình an, công việc hanh thông, tâm cầu sở đắc, sở nguyện tòng tâm. Chúng con cũng kính mời các cụ tổ khảo tổ tỷ, chư vị hương linh, gia tiên nội ngoại họ, nghe lời khẩn cầu của con cháu hiển linh, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật, gia độ cho con cháu được gia đạo hưng vượng, con cháu hay ăn hay làm, thông minh học giỏi, gặp công gặp việc có quý nhân phù trợ, công chức hanh thông, làm ăn buôn bán thì gặp nhiều may mắn. Tiến chủ chúng con lại kính mời vong linh ông bà tiền chủ hậu chủ ở trong nhà này đất này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tốt lành, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách tai bay, tám tiết có điểm lành tiếp ứng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó là cái bài văn khấn về rằm tháng giêng. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái văn khấn rằm tháng giêng. Đấy. Quý vị cứ đọc đúng câu này thì được lộc gấp 5, gấp 10 lần năm ngoái. Thưa quý vị, khi thắp hương nên nói gì và khấn gì và những điều kiêng kỵ khi thắp hương? Nói chung ấy, khi thắp hương thì các bạn cũng không được nói to, không được gây ồn ào ở cái nơi thờ cúng, cũng không được mặc quần áo ngắn thiếu vải, quần đùi áo sắt nách, áo hai dây, hoặc là những cái trang phục hở hang vân vân. Không thắp hương theo số chẵn, bởi theo phong thủy ấy, những con số này đều phạm phải những điều không hay. Không dùng hương uốn tàn hay là cong tàn, bởi chúng đa phần đã sử dụng qua cái dung dịch axit. Khi đốt sẽ sinh ra nhiều khói độc. Thì hy vọng với những cái thông tin trên đây mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn biết được khi thắp hương nên nói gì, cầu gì, khấn gì. Chúc các bạn và gia đình vạn sự như ý, luôn được mạnh khỏe, vui vẻ và thành công. Tiếp theo sẽ là một vài cái câu hỏi mà nhiều quý vị khán giả vẫn quan tâm thắc mắc. Đó. Thứ nhất là thắp hương hàng ngày có tốt hay không? Thưa quý vị, thắp hương lên bàn thờ thần tài, thổ địa, bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần Phật là một việc làm mang cái ý nghĩa tâm linh vô cùng sâu sắc. Thế nhưng có nên thắp hương hàng ngày hay không ấy
lại không phải là một cái điều mà gia chủ nào cũng biết được và cũng sẽ tìm ra được cái câu hỏi, tìm ra được cái giải đáp cho riêng mình. Theo quan niệm trong thờ cúng hiện nay, thắp hương hàng ngày là một việc mà gia chủ nên làm. Tuy nhiên, nếu mà gia chủ bận bịu và không thể duy trì được cái thói quen hàng ngày, thì chỉ cần thắp hương vào những ngày mùng 1, ngày lễ, ngày Tết, với một chút hoa quả, lễ mọn dâng lên ông bà tổ tiên để thể hiện tấm lòng thành kính. Ngược lại, nếu mà có điều kiện về thời gian, các gia chủ vẫn nên thắp hương hàng ngày là tốt nhất. Bởi thắp hương lên bàn thờ sẽ làm cho không gian thờ cúng nó trở nên ấm cúng hơn, lòng người sẽ được nhẹ nhàng và an yên hơn. Trong gia đình thì ngoài bàn thờ ông thần tài thổ địa mắt thần táo quân ấy, thì nhiều gia đình còn thờ Phật và thờ thần tài. Dù vậy, khi thắp hương ở bất cứ bàn thờ nào thì gia chủ cũng đều cần phải ăn mặc chỉnh chu, chỉnh tề và khấn một cách thành tâm. Bên cạnh đó, gia chủ cũng nên lưu ý chỉ thắp một nén hương. Bởi theo quan niệm thờ cúng của dân gian ấy, số nén hương được thắp lên là một trong những cái yếu tố mang nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Theo đó, thắp một nén hương là bày tỏ cái sự thành tâm với ông bà tổ tiên, với các vị thần Phật. Đồng thời, khi thắp hương ấy, các bạn cũng phải thắp bằng cả hai tay để không tỏ ra cái thái độ bất kính vô lễ với ông bà tổ tiên và đối với thần Phật hoặc là đối với các vị bề trên. Thứ hai là gì? Thắp hương vào thời điểm nào trong ngày là đúng và chuẩn hợp phong thủy nhất? Quý vị ạ, nên thắp hương vào lúc nào trong ngày, dù là ngày lễ Tết dỗ chạp hay là ngày thần tài, là một câu hỏi được nhiều người quan tâm. Bởi lẽ thắp hương ấy vốn là một cái tục tập lâu đời, xuất hiện và tồn tại trong tín ngưỡng văn hóa của người dân Việt Nam hàng ngàn năm nay. Vì vậy, mỗi khi nén hương được thắp lên là cũng là cái sợi dây tâm linh giữa hai thế giới âm và dương được kết nối một cách sâu sắc nhất. Với những cái ý nghĩa thờ cúng tâm linh đặc biệt này thì các gia chủ nên chọn cái thời gian thắp hương tốt nhất, đó là vào mỗi buổi sáng sớm và mỗi buổi chiều tối. Bởi cái việc khởi động một ngày mới với một cái nén hương thắp lên bàn thờ ông bà tổ tiên sẽ khiến cho gia chủ cảm nhận được cái ngày mới an lành và tràn đầy cái sức sống. Tương ứng với đó, thắp hương vào mỗi buổi chiều tối để kết thúc một ngày làm việc bận rộn mệt mỏi cũng sẽ giúp cho tâm hồn con người trở nên bình an, bớt được lo âu, áp lực hoặc là mệt mỏi. Theo đó, thắp hương hàng ngày là cái việc gia chủ nên làm và thói quen này mang cái ý nghĩa cũng như cái giá trị tâm linh rất là lớn. Thời gian để thắp hương hàng ngày thì phụ thuộc hoàn toàn vào cái thời gian mà gia chủ có thể sắp xếp được. Theo đó, các gia chủ nên thắp hương hàng ngày vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm và buổi chiều tối trước khi trở về nhà. Như vậy đó là rất tuyệt vời rồi. Quý vị thân mến, hy vọng với những cái chia sẻ trên của Tử Thông thì quý vị đã biết cách thắp hương sao cho chuẩn, cũng như là khấn vái làm sao khi mà lên hương để chị được thần tài phù hộ, có được cái may mắn phúc lộc quanh năm. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Rằm tháng riêng cấm làm 10 điều xui xẻo này: kẻo tán gia bại sản, vỡ nợ mất trắng, tiền bạc đội nón ra đi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, ngoài cái dịp Tết Nguyên Đán ấy, thì cái ngày rằm tháng riêng, lễ Tết Nguyên Tiêu được xem là một trong những cái ngày lễ rất quan trọng. Người Việt có câu là cúng quanh năm không bằng ngày rằm tháng riêng, để chỉ đến cái tầm quan trọng của dịp lễ này. Vào ngày này thì người dân cũng sẽ cùng nhau đi chùa lễ Phật, chuẩn bị cái mâm lễ cúng thịnh soạn nhằm cầu may mắn và phước lành cho một cái năm mới. Như quý vị đã biết ấy, cái ý nghĩa thực tế của dịp lễ rằm tháng riêng được lưu truyền rất nhiều trong cái xã hội hiện nay. Tết Nguyên Tiêu hay là rằm tháng riêng ấy, có nghĩa là cái đêm rằm đầu tiên của một cái năm mới. Ở trong đó, Nguyên mang lại cái ý nghĩa là thứ nhất, Tiêu có nghĩa là đêm. Ngoài ra thì Tết Nguyên Tiêu còn được gọi là Tết Thượng Nguyên, nhằm phân biệt hai cái dịp rằm lớn nhất trong năm, đó là gì? Tết Trung Nguyên là rằm tháng 7 và Tết Hạ Nguyên là rằm tháng 10. Đó. Cái dịp rằm tháng riêng cũng là một cái dịp lễ quan trọng đối với Phật giáo.
nổi bật với câu nói là cúng Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng, hay là lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Vào ngày này thì các gia đình sẽ cùng nhau đi chùa bày mâm cỗ để bày tỏ cái tấm lòng thành kính với tổ tiên, với các vị thần linh, đồng thời cầu mong một cái năm mới bình an, may mắn, tài lộc dồi dào. Vậy nên vào cái đêm rằm tháng giêng, vào ngày rằm tháng giêng ấy, cũng có một số cái đại kỵ cần phải lưu ý để cả năm được bình yên suôn sẻ, sức khỏe tràn đầy. Còn nếu mà gia chủ khinh suất mà phạm phải những cái điều đại kỵ trong ngày rằm tháng giêng sau đây, rất có thể sẽ mang lại những cái điều xui xẻo không đáng có cho bạn và những người thân trong gia đình. Vậy thì đó là những cái đại kỵ nào? Không để quý vị chờ lâu nữa, ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái điều cấm kỵ trong ngày rằm tháng giêng, để quý vị có được những cái khởi đầu may mắn, bình an, tài lộc dồi dào. Thưa quý vị, cái kiêng kỵ đầu tiên là kiêng kỵ cắt tóc. Như quý vị đã biết, ngày mùng 1 ngày rằm hàng tháng là cái thời điểm mà gì âm khí nó nặng. Vì thế người dân Việt Nam thường thờ cúng vào cái dịp này. Đây là cái khoảng thời gian rất là tâm linh. Dân gian có câu là đầu xuôi đuôi lọt. Cho nên những người tin vào cái tục lệ xa xưa ấy, thì cũng sẽ rất cẩn trọng vào những ngày này. Người ta quan niệm rằng nếu mà đầu tháng hay là đầu năm ấy, mà may mắn ấy, thì cái may mắn đó cũng sẽ kéo theo cả tháng hoặc là cả năm đó. Ngược lại, bất kỳ cái việc gì không tốt nó xảy ra vào cái ngày, những ngày đầu tháng đầu năm này, đặc biệt là vào cái ngày rằm tháng giêng ấy, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng xấu, mang cái vận xui rủi suốt cả năm. Nói về việc cắt tóc thì cái mái tóc là một phần của cơ thể. Chúng không chỉ làm đẹp mà còn mang cái ý nghĩa tâm linh. Đối với nhiều người, vì cái tóc nó gắn vào cái cơ thể nên là cái việc cắt bỏ đi sẽ là một cái điểm báo cho cái sự mất mát về cái tài lộc, về cái công việc cũng như là về cái sức khỏe. Một số người cho rằng tóc có tượng trưng cho cái tài lộc, nên nếu cắt tóc vào ngày mùng 1 hoặc là ngày rằm ấy, thì sẽ khiến cho cái tài lộc nó bị hao mòn, buôn bán sẽ bị ế ẩm hoặc là làm ăn dễ bị thua lỗ. Do đó người ta thường kiêng kỵ cái việc cắt tóc vào ngày mùng 1 hoặc là ngày rằm, đặc biệt đó là ngày mùng 1 của năm mới, ngày mùng 1 Tết vừa rồi, thì người ta cũng vẫn kiêng kỵ cái điều này. Đó là cái kiêng kỵ đầu tiên mà chúng ta phải tránh để không mang lại cái xui xẻo. Kiêng kỵ thứ hai là đánh vỡ bát đĩa, ấm chén hoặc là làm đổ vỡ cái đồ thờ cúng trong cái ngày rằm tháng giêng. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc tại sao mà cái danh sách cần biết về cái ngày rằm tháng giêng lại có điều kiêng kỵ đánh vỡ bát đĩa, ấm chén, đúng không ạ? Thưa quý vị, nói chung ấy, cái quan niệm của ông bà ta xưa vẫn có quan niệm là gì? Từ đổ vỡ, từ bể là những từ mà tạo ra cái sự chia cắt, đứt lìa trong các mối quan hệ trong gia đình. Vì thế mà trong ngày rằm tháng giêng hoặc là ngày mùng 1 đầu tháng thì tốt nhất chúng ta không nên đánh vỡ bát đĩa, kể cả trong những ngày thường vậy, đúng không? Nó cũng tạo ra những điều không tốt. Hay là gì, có những cái hành động bất hòa như cãi cọ, chửi bới thì cũng không nên, khiến cho gia đình nó bị gì chia cắt. Và đây là cũng điều kiêng kỵ thứ hai. Tiếp theo, cái điều kiêng kỵ thứ ba là quan hệ nam nữ. Thưa quý vị, người phương Đông xưa nay vẫn cho rằng vào các dịp như là lễ Tết, dỗ chạp, ngày rằm là một ấy, nhất là những ngày rằm tháng giêng tới đây ấy, thì các cặp đôi cũng nên hạn chế gần gũi yêu đương để tránh kinh động đến cái đấng linh thiêng và không mắc tới những cái xui xẻo và những cái điều đen đủi không đáng có. Chính vì thế, nếu có người hỏi rằng trong cái ngày rằm tháng giêng kiêng kỵ gì thì không ít người sẽ nói rằng gì kiêng quan hệ nam nữ. Thứ tư là kiêng soi gương vào buổi tối. Thưa quý vị, gương vốn là một trong những cái đồ vật rất linh thiêng. Người xưa tin rằng gương có thể chiếu được yêu ma hay là quỷ dữ hay là cái âm hồn bất tán. Do vậy, các bạn không nên soi gương vào cái đêm
đặc biệt là đêm mùng 1 và đêm rằm, để tránh không thấy những cái điều kinh sợ khiến cho tinh thần bị hoảng loạn. Thứ năm là kiêng kỵ một số cái món ăn. Quý vị thân mến, nhiều cái món ăn của người Việt kiêng vào cái ngày đầu tháng, từ ngày mùng 1 đến ngày rằm, đặc biệt là vào cái ngày rằm tháng riêng tới đây. Đấy. Như là gì? Mực, thịt chó, thịt vịt, trứng vịt lộn, cá mè, mắm tôm, ốc chuối, v.v. Kiêng ăn mực vì mực là một cái loại thực phẩm có trong danh sách đen của cả ba miền Bắc Trung Nam. Nguyên nhân của điều này xuất phát từ cái quan niệm của người xưa là đen như mực. Kiêng ăn thịt chó vì người ta quan niệm rằng ăn thịt chó đầu tháng, đầu năm, đặc biệt là vào ngày rằm tháng riêng ấy, cũng sẽ gì? Gặp phải cả tháng được xui xẻo đen đủi và không may mắn. Tuy vậy, thịt chó hoặc là thịt vịt lại được coi là một cái món giải xui vào cuối tháng. Người ta cũng kiêng ăn thịt vịt bởi vì người ta cho rằng nếu ăn thịt vịt thì sẽ gặp đen đủi, dễ dẫn tình trạng là tan đàn xẻ nghé. Thay vì sử dụng vịt thì người ta thường cúng gà với cái ý nghĩa là cát tường hơn. Thì cũng giống như thịt chó, thịt vịt cũng là một trong những món ăn mà kiêng kỵ đầu tháng. Đấy. Nhưng mà nó lại là được xem là cái món đặc sản để gì? Ăn vào cái buổi cuối tháng để giải đen. Người ta cũng kiêng ăn trứng vịt lộn vì nếu ăn thì cả tháng cũng sẽ không gặp được cái điều may mắn. Mọi thứ xảy ra cũng trái với cái ý của mình. Nguyên nhân của việc kiêng cá mè thì do là cái chữ mè liên quan đến chữ mè nheo. Nếu mà ăn ấy thì cả tháng sẽ bị đen đủi và bị hãm tài. Mùng 1 người ta cũng kiêng ăn chuối vì chữ chuối nó lái thành chữ chuối. Đấy, hay là gì? Chữ đuối theo cái giọng của miền Nam. Có nghĩa là gì? Không thể nó ngóc đầu lên được. Đó. Người miền Nam cũng kiêng ăn tôm trong những ngày đầu tháng vì tôm nó có đầu to và đi giật lùi nên là khó có thể có tình trạng là đầu xuôi đuôi lọt. Do đó, để mọi việc được thuận buồm xuôi gió thì người ta gì cũng sẽ kiêng kỵ tôm. Tóm lại, nếu ăn những cái món này thì sẽ bị xúi quẩy, không may mắn, hãm tài cả tháng, thậm chí là gì bị mất mát tiền của, hao tổn về sức khỏe cũng như là tài lộc. Thứ sáu là kiêng nói tục chỉ bậy. Thưa quý vị, cái việc nói tục chỉ bậy chắc chắn cũng sẽ phản ánh một phần nào đó về cái văn hóa của con người. Đây cũng là cái điều mà rất nhiều người kiêng kỵ, không để nó xuất hiện trong những ngày đầu tháng, đặc biệt là trong ngày rằm tháng riêng. Nhiều người quan niệm nếu mà ngày đầu tháng hoặc là cái ngày rằm nói bậy chỉ tục ý, thì cả tháng sẽ gặp những chuyện thị phi, đen đủi. Nhiều người còn cho rằng cần đặc biệt tránh không nhắc tới những điều xui rủi, xui xẻo trong những ngày đầu tháng hay là ngày rằm ngày mùng 1 để xua đuổi cái vận xui càng xa càng tốt. Cái việc kiêng kỵ này thật ra không chỉ trong những ngày đầu tháng mà nó còn gì kiêng kỵ đều đặn đối với những người làm kinh doanh buôn bán. Thứ bảy là kiêng mặc cả khi mua hàng vào buổi sáng sớm ngày rằm tháng riêng. Quý vị thân mến, người Việt thường kiêng kỵ ngã giá không mua hoặc là đổi hàng, mua hàng sẽ đổi trả ngay vào cái buổi sáng sớm đó. Theo quan niệm của những người buôn bán ấy, thì nếu mà gặp cái khách hàng khó tính vào những ngày đầu tháng đầu năm hoặc là mới sáng sớm để ra đã đổi hàng ấy, thì cả tháng cái việc làm ăn nó sẽ không được suôn sẻ. Do đó sẽ rất là xui xẻo nếu gặp phải những người tới xem hàng ngã giá mà không mua, hoặc là gì xem hàng xong ấy, mua xong mang về rồi lại đổi trả ngay vào cái buổi sáng ngày rằm thì cũng tuyệt đối phải kiêng kỵ. Thứ tám là kiêng thăm phụ nữ vừa mới sinh nở. Như quý vị đã biết ấy, dân gian ta vẫn có cái thói quen là kiêng thăm phụ nữ mới sinh trong vòng nửa tháng đầu kể từ khi em bé chào đời và hạn chế đến thăm vào những ngày đầu tháng ngày mùng 1. Thật ra trong vòng 30 ngày đầu tiên khi sau khi vượt cạn thì cả mẹ và bé đều rất yếu và mệt mỏi, cần phải được yên tĩnh và sạch sẽ. Nếu người đến thăm quá nhiều sẽ khiến cho không gian bị ồn ào, đi kèm với bụi bặm, nguy cơ gây ra bệnh tật hoặc là gì
các triệu chứng ốm mệt mỏi ấy, với trẻ, nên là người ta cũng sẽ kiêng kỵ cái điều này. Thứ 9 là kiêng gặp nữa hay là gặp những cái dữ vào cái buổi sáng ngày rằm tháng giêng. Thưa quý vị, đặc biệt vào cái buổi ngày sáng sớm ngày rằm ngày mùng 1 và những cái buổi sáng sớm và những ngày bất kỳ đối với người kinh doanh buôn bán, nếu mà có việc phải đi xa ấy, hoặc là những thực hiện những công việc quan trọng ấy, thì nhiều người sẽ có thói quen là tránh đi ra ngõ gặp nữ giới hoặc là gặp những người vía dữ, với cái mong muốn là công việc sẽ được hanh thông thuận lợi, vạn sự như ý. Đôi khi để tránh vận xui, có người còn khéo léo thu xếp những người thân quen tình cờ mở cửa, hay là gì, những người mà hay gặp may mắn ấy, chào đón, chào hỏi và chúc mình lên đường bình an may mắn để lấy phước. Kiêng kỵ thứ 10 là kiêng ăn vụng đồ cúng trên bàn thờ vào cái ngày rằm tháng giêng. Thưa quý vị, đúng theo tâm lý, thói quen bấy lâu nay của người Việt, cái đồ cúng được nếm hay là được thử trước là cái điều không nên. Ngày mùng 1, ngày rằm thì tối kỵ đặc biệt ăn vụng đồ cúng trước khi mà thắp hương. Và nếu muốn ăn ấy, thì cũng phải thành kính khấn xin và đợi đến khi hương tàn xin xuống thì mới được cát lành và tránh những cái tai họa nó có thể ập đến đối với mình. Đó là những cái điều kiêng kỵ trong ngày rằm tháng giêng mà quý vị cần phải hết sức lưu ý để không phạm phải những cái đại kỵ tâm linh và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Quý vị thân mến, quan niệm tâm linh của người Việt ta thường rất xem trọng cái việc kiêng kỵ vào cái ngày rằm ngày mùng 1, bởi họ có suy nghĩ rằng cái ngày đầu tháng có kiêng để có lành. Các cụ nói là có thờ có thiêng có kiêng có lành. Tuân thủ đúng thì cái vận may nó sẽ kéo đến, có được sức khỏe, có được tài lộc đối với gia đình trong suốt một năm đó. Vậy thì các bạn có tin vào những điều tâm linh của ông bà xơi không? Nếu bản thân gặp được nhiều cái chuyện may mắn, thuận buồm xuôi gió, thì xin mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ ngay sau đây của Tử Thông. Thưa quý vị, cái việc cần làm đầu tiên ấy, khi mà thắp hương trên bàn thờ, bất kỳ bàn thờ nào, thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải sắp xếp các đồ lễ thờ cúng cho được chuẩn chỉ và chính xác. Bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải kiểm tra xem bàn thờ sạch sẽ hay không. Và quý vị hãy sử dụng cái nước bơ sái bàn thờ nhất tâm hương để lau dọn bàn thờ, lau dọn bát hương. Đấy, cho không gian thờ cúng được thơm tho sạch sẽ. Khi đó thì ban thờ sẽ được linh ứng hơn, các cụ về sẽ ngự được lâu hơn và cầu gì sẽ được nấy. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai bao sái ban thờ nhất tâm hương, mang lại cái may mắn, bình an và cầu được cái tài lộc như ý đối với mình. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 nhé, để thỉnh cái chai bao sái nhất tâm hương. Thưa quý vị, cái việc nên làm thứ hai mà quý vị cần phải lưu ý đó là cái việc thắp hương. Thưa quý vị, cái đốt hương là một trong những cách hiệu quả để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những cái năng lượng xấu. Khi mà tinh thần đang tồi tệ thì các bạn có thể là đốt hương có mùi cay nồng như gỗ đàn hương hoặc là gỗ trầm, gỗ tử đàn vân vân. Đấy. Và khi thắp hương cho thần Phật gia tiên thì quý vị cũng nên thắp số lẻ chứ không nên thắp số chẵn. Nếu mà đang gặp những xui xẻo, những tai ương trong cuộc sống cá nhân thì quý vị cũng có thể là đốt hương tại nhà. Còn nếu mà đang gặp phải vấn đề trong công việc thì quý vị có thể thắp hương thờ cúng ở trong văn phòng của mình. Thứ hai là đi lễ chùa hái lộc trong cái ngày rằm tháng giêng. Quý vị thân mến, ngay cái buổi sáng ngày rằm tháng giêng hoặc là ngày mùng 1 đầu tháng đầu năm thì rất nhiều người và các gia đình cũng đều nô nức đi chùa cầu thần lễ Phật. Đây đã từ lâu đã trở thành một cái nét văn hóa của người Việt Nam để bày tỏ cái tấm lòng thành kính với tổ tiên và cầu mong một năm mới được tốt đẹp như ý. Mọi người đi chùa không chỉ để cầu những cái điều may mắn đến cho gia đình, cho bản thân, mà còn cầu mong những cái điều tốt đẹp đến với mọi người khắp trên thế gian này. Không chỉ vậy, vào những ngày đầu năm ấy, như giao thừa vừa qua thì quý vị còn có cái tục lệ là gì, hái lộc đầu xuân để đem lại cái may mắn cho mình.
Đây cũng là một cái tập tục mang lại cái may mắn tài lộc cho cả gia đình. Thứ ba là mang những vật được coi là bùa hộ mệnh. Thưa quý vị, bên cạnh những cái việc đi chùa cầu thần lễ Phật thì quý vị cũng thể mang lại những cái vật phẩm phong thủy mang lại cái may mắn, như là cái minh quang pháp bảo, bát bảo tâm kinh đấy, hoặc là cái chùm chìa khóa, chùm móc chìa khóa có chứa bút văn xương, bút văn xương và tháp văn xương đó. Một cái chùm chìa khóa, móc khóa về tháp văn xương, bút văn xương khi sử dụng nó cũng sẽ mang lại được cái may mắn. Từ thời xưa đeo chìa khóa bên mình là gì, nó sẽ giúp quý vị mở ra cái cánh cửa của sự giàu có. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể mang theo cái vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân là một cái pháp khí phong thủy để chiêu mời quý nhân, gia tăng cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho gia chủ đó. Vòng tam hợp quý nhân thì có 4 loại đúng không ạ? Vòng tam hợp quý nhân là tam hợp kim cục là gì? Tị dậu xỉu. Tam hợp thủy cục thân tí thìn. Tam hợp mộc cục là hợi mão mùi. Và tam hợp hỏa cục là dần ngọ tuất. Đó là các loại vòng tam hợp quý nhân. Thì tùy theo tuổi của mình, một quý vị ấy chọn ra cho mình một cái vòng tam hợp quý nhân luôn mang theo bên mình để có được cái may mắn bình an suốt năm. Thứ ba là gì? Là cỏ ba lá. Thưa quý vị, vì hiếm hoi giữa một cái rừng cỏ nên là cỏ ba lá là một trong loại cỏ mà được mang lại là cái biểu tượng may mắn đó. Đặc biệt là nếu như mà tìm được một cành cỏ 4 lá sẽ cực kỳ may mắn. Mỗi lá được coi như là đại diện cho một cái khía cạnh của cuộc sống: tiền bạc, danh vọng, tình yêu và sức khỏe. Bên cạnh đó thì cũng có một cái vật phẩm phong thủy may mắn nữa, đó là những cái mặt dây chuyền. Cái dây chuyền quý vị có thể sử dụng cái minh quang pháp bảo hoặc là cái gì, cái vạn phúc chi nhân. Đây là hai cái vật phẩm phong thủy mang lại cái may mắn, cầu tài, cầu lộc, đắc lộc, cầu bình an, đắc bình an, mang lại cái sự khai thông trí tuệ. Thì đây cũng là cái pháp khí phong thủy của nhà Phật với cái biểu tượng là bình an may mắn và giúp cho quý vị có một năm mới là được dồi dào về sức khỏe, tài lộc đó. Như quý vị đã biết ấy, những cái dây chuyền phong thủy có thể giúp thu hút cái may mắn, sự giàu có và cái sự bình an cho tất cả mọi người trong gia đình trong những ngày còn lại trong năm đó. Vậy nên là quý vị đừng quên nhé, mang theo bên mình một cái minh quang pháp bảo để được may mắn và bình an. Thứ tư là gì? Mặc quần áo đỏ. Thưa quý vị, màu đỏ luôn là màu của những cái điều may mắn, sung túc và hoan hỉ. Do đó, cái việc mặc quần áo màu đỏ vào trong những ngày rằm, đặc biệt trong buổi sáng sớm ngày rằm tháng giêng ấy, khi mà thắp hương ấy, cũng là gì, sẽ giúp cho một năm là có đầy may mắn, sung túc, dồi dào về tài lộc. Vậy các bạn đã chuẩn bị cho mình một bộ quần áo để cho có thể là gì, mang lại cái may mắn tài lộc hay chưa? Thứ sáu là gì? Luôn giữ cái tinh thần được vui vẻ, chan hòa. Thưa quý vị, người ta tin rằng nếu một ngày mới trong cái ngày rằm tháng giêng ấy mà các bạn giữ cho cái tinh thần của mình luôn được vui vẻ, thoải mái, chan hòa với mọi người thì cái vị thần may mắn sẽ tự nhiên tìm đến mà ban phước lộc cho các bạn cũng như là các thành viên trong gia đình. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ chung cùng quý vị và các bạn về những cái điều kiêng kỵ tuyệt đối cần phải tránh trong cái ngày mùng 1 để không phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh, cũng như để mang lại cái may mắn, tài lộc và sức khỏe cho mọi người trong gia đình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Đặt 5 loại hoa này lên bàn thờ, nghèo mấy cũng đổi đời sau một đêm, tiền bạc ùn ùn kéo về chật két. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo quan niệm của dân gian thì ngày mùng 1 ngày rằm là hai cái thời điểm quan trọng để thắp hương, dâng lễ lên ban thờ thần linh, ban thờ gia tiên. Trước là để tỏ cái lòng thành kính, sau là để cầu mong các ngài phù hộ độ trì cho gia đạo được an khang, may mắn, thịnh vượng. Với cái ý niệm ra hoa kết quả,
thì hoa là một thứ không thể thiếu trên bàn thờ trong cái ngày này. Nó biểu hiện những cái gì thiêng liêng và đẹp đẽ nhất để dâng lên các vị thần linh cũng như là ông bà tổ tiên. Nhưng quý vị có tin rằng cái việc chọn đúng hoa để thắp hương có thể sẽ khiến thần tài gõ cửa, bình an may mắn vây quanh cả tháng? Còn nếu mà chọn sai những loại hoa có thể phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh vì đã phạm phải những cái sai lầm quá lớn. Xin mời quý vị hãy theo dõi video ngay dưới đây của Tử Thông để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nên thắp hương hoa gì để phúc lộc ùn ùn kéo về? Thưa quý vị, theo tục lệ thờ cúng của người Việt thì bên cạnh khói hương nhang, mâm lễ mặn hay là gì, bánh ngọt, tùy theo quan niệm của từng gia đình, của từng vùng, thì có thêm cái chén nước, chén trà, thì một cái bình hoa tươi trên bàn thờ là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nên đặt hoa gì lên bàn thờ để mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc, sức khỏe cho cả gia đình. Mỗi một cái vùng sẽ có những cái quan niệm khác nhau về cái việc lựa chọn hoa để dâng cúng lên trên bàn thờ. Nhưng mà nhìn chung ấy, có một số các loại hoa được cho là phù hợp để dâng cúng, một số loại hoa lại được kiêng kỵ vì cái tên hoa, vì cái sự tích của loại hoa đó, hoặc vì cái mùi hương không phù hợp, nó mang cái ý nghĩa xấu không được tốt lành. Thông thường thì khi thắp hương rằm ngày mùng 1 thì không nên kết hợp quá nhiều các loại hoa vì sẽ làm giảm đi cái ý nghĩa của các loại hoa đó mà mất đi cái sự thanh thoát khi đặt lên bàn thờ. Ngoài ra thì hoa dâng lên trên bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên ấy cũng cần phải gì khác nhau. Vậy nên các gia đình cũng cần phải hết sức lưu ý. Lọ hoa đặt trên bàn thờ gia tiên cũng cần phải lưu ý, không nên chọn quá nhiều loại hoa vì sẽ mất đi cái tính thẩm mỹ hoặc là gì màu sắc lòe loẹt gây rối mắt. Theo quan niệm truyền thống thì các loại hoa như hoa hồng, hoa cúc đều rất thích hợp cho các dịp ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày trăng và cái ngày mùng 1. Thì có những cái loại hoa cực kỳ tốt để chúng ta tiến hành thắp hương để cầu mong cái sự may mắn bình an cho gia chủ. Một là hoa cúc. Theo phong thủy thì hoa cúc là biểu tượng của cái sự sống, của sự tăng thêm phúc lộc tuổi thọ cũng như sự hoan hỉ đến với nhà. Thì ngoài ra hoa cúc còn là cái loại hoa biểu tượng cho sự duyên dáng và cho cái tấm lòng hào hiệp, đấy, cho tài lộc của gia chủ. Thứ hai là hoa hồng. Hoa hồng không những là cái biểu tượng của tình yêu, giữ lửa cho hạnh phúc của gia đình mà còn đem lại cái may mắn lâu dài cho gia chủ. Thân cây hoa hồng có nhiều gai còn xua đuổi được cái tà khí xâm nhập. Quý vị lưu ý nên chọn hoa hồng đỏ và sẫm, tránh hoa hồng trắng hoặc là các màu sắc khác. Thì ngoài ra hoa hồng tỉ muội cũng được rất nhiều người sử dụng để cắm trên bàn thờ. Những loại hoa đơn giản với cái màu sắc tươi tắn cũng sẽ toát lên cái vẻ sang trọng. Hồng tỉ muội với nhiều nụ cũng sẽ thì biểu tượng cho sự may mắn tốt lành đến với mọi nhà. Thứ ba là hoa huệ ta trắng. Với cái vẻ đẹp tao nhã, hoa huệ đã đại diện cho cái lòng trung thành, sự tái sinh và sự tinh khiết. Có nhiều người quan niệm hoa trắng không nên bày biện trên bàn thờ. Tuy nhiên, hoa huệ lại mang cái vẻ đẹp trong trắng, ngay thẳng với nhiều nụ hoa nhỏ vây quanh nên là tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, tượng trưng sự no đủ và sung túc. Với loài hoa thanh cao này thì chắc chắn bề trên sẽ phù hộ cho gia đình được may mắn tài lộc suốt cả một năm. Thứ tư là hoa đồng tiền. Quý vị thân mến, hoa đồng tiền được rất nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là các nước Đông Nam Á, vì theo quan niệm của người da vàng ấy thì chúng sẽ mang lại cái ước vọng về những cái ngày tháng thịnh vượng và tài lộc tiền vàng như nước. Ngoài ra cái hoa này nó còn là biểu tượng cho sức khỏe, tuổi thọ và tài lộc cho cả gia đình. Thứ năm là hoa lai ơn. Thưa quý vị, lai ơn hay là cái tên gọi khác của loài hoa kiếm lan ấy, đây là loại hoa được nhiều người yêu thích và đã từ lâu. Các bạn có thể cắm và trưng bày trên bàn thờ để chào đón cái năm mới với nhiều cái kiểu khác nhau, cũng như là nhiều cái kiểu tạo dáng đẹp mắt để cho quý vị lựa chọn. Lai ơn mang cái ý nghĩa của cái tình cảm ấm áp và cái điều hạnh phúc. Đó là năm loại hoa. Thưa quý vị, khi đi lễ chùa hoặc là trong nhà có bàn thờ Phật
thì cần nhất là phải có chữ tâm thanh tịnh. Hoa mẫu đơn hoặc là hoa sen là một trong những cái loại hoa phù hợp nhất để dâng lên ban thờ Phật. Ngoài ra cũng có thể lựa chọn các loại hoa có màu đỏ, những màu sắc gì mà tượng trưng cho nhật. Thứ bảy là hoa mẫu đơn. Thưa quý vị, theo phong thủy, hoa mẫu đơn là loại hoa vương giả sang trọng và đại diện cho cái sự giàu có, thanh tịnh, sắc đẹp đấy. Trong các vật phẩm phong thủy thì hoa mẫu đơn được gọi là cái vật phẩm tượng trưng cho cái sự phú quý, cho tình duyên. Thưa quý vị, đó là những cái loài hoa tốt lành chúng ta có thể thắp hương lên ban thờ vào cái ngày rằm, ngày mùng 1 cũng như là ngày lễ Tết để cầu mong cái sự may mắn, cái sự cát lành đối với mình. Thì bên cạnh các loài hoa cát lành trên ấy, thì bên cạnh các loài hoa nêu trên dùng để thắp hương để dâng lên thần Phật gia tiên, thì có một số cái loài hoa mà gia chủ tuyệt đối không nên đặt trên ban thờ trong ngày mùng 1 để tránh chuốc lấy cái sự xui xẻo không đáng có. Thứ nhất là hoa nhài, là biểu tượng trong sạch, tinh khiết. Nhưng trong dân gian ấy, đây là cái loài hoa gắn liền với những câu nói không tốt đẹp hay là nghịch cảnh. Ví dụ như là cây hoa nhài cắm bãi phân trâu. Vì thế, nó không được sử dụng trong cái việc thờ cúng. Thứ hai là cúc vạn thọ. Quý vị thân mến, người miền Trung rất chuộng cái cúc vạn thọ vì dễ trồng, dễ sống. Nó có màu vàng tươi, rất đẹp, tượng trưng cho sự may mắn và sự thịnh vượng. Nhưng ở một số nơi người ta lại kiêng kỵ không nên cắm cái loài hoa này trên ban thờ vì nó cái mùi hôi của nó không phù hợp với không gian thờ cúng và cũng không phù hợp với cái việc thờ cúng gia tiên, tổ tiên cũng như là các vị thần linh. Thứ ba là hoa ly. Loài hoa này có màu sắc rực rỡ, hương thơm nồng nàn nên không nên dâng lễ Phật, nhưng mà có thể dâng lên gia tiên hoặc là ban thờ thánh rất là tốt, nhất là những nơi thờ thánh mẫu ấy. Một số người kiêng dùng hoa ly vì sợ ly tán, sợ chia ly ở ban thờ gia tiên. Thứ bốn là hoa phong lan. Tuy rằng đây là loài hoa đẹp, bền, được nhiều người cắm trong các dịp lễ Tết dỗ chạt, nhưng không được dùng để dâng lên Phật vì nó có nhiều màu sắc rực rỡ. Chữ phong gắn liền với chữ phong tình, phong túng. Vì thế đây cũng là những cái loài hoa mà kiêng kỵ không nên thắp hương. Thứ năm là hoa phù dung. Đây là loài hoa có tên đẹp nhưng lại mau tàn, và nó có sự tích là không may nên là cũng không được dùng trong cái việc thờ cúng tổ tiên và đặt lên trên bàn thờ. Thưa quý vị, đó là những cái loài hoa mà kiêng kỵ không nên đặt trên bàn thờ vào cái ngày mùng 1, đặc biệt là ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch sắp tới đây. Quý vị thân mến, nếu như cái việc dâng hoa cúng có những cái hạn chế nhất định trong việc lựa chọn để đảm bảo cái sự linh thiêng cho ban thờ, thì cái việc đặt hoa cảnh trong phòng ấy cũng sẽ giúp tăng thêm cái tính thẩm mỹ, tạo nên cái vẻ đẹp và cái nguồn năng lượng dương tích cực cho cả căn nhà. Gia chủ cũng có những cái lựa chọn thoải mái hơn theo sở thích riêng của mình mà không bị gò bó bởi quan niệm tâm linh nữa.